What the hell? Rist Storm Rising. What? Sao nó bắt xác nhận tài? Xác nhận tài khoản gì? Khoản gì vậy? Từ từ xong hiệp ATM kinh vậy. Không hiệp gì ATM. Từ từ nào, bình tĩnh. Đâu, leo chơi mức độ tôi khó mua Legendary Sock men biết. Cái gì có tôi không nói gì, tôi chẳng nghe gì cả. Đi em Kevin mà cái... Phải đi. Giọng ông kiểu gì ấy? Kiểu gì? Về đi, mua đi. Thì về sau ông xem nó phải có hướng dẫn chứ. Nó kiểu nó có hướng dẫn dẫn game ấy, ông nhận chưa? Lừa đảo đấy. Lừa đưa cho lôi cốt. Ừ, thế bây giờ ông vào trong cái Uplay, à vào cái Battle.net. Ông đánh cốt ra, ông xem hướng dẫn kiểu... Ơ kìa, làm gì đây? Để em xem nào. Anh xem cắt sim. Storm Rising. Ông xem cái hướng dẫn của nó xem. Welcome to Havana. 6 năm trước. Cuba, đây là Cuba mà. Havana, Cuba. Đây Havana, Cuba là gì á? Kinh à đây, Phúc Xô đây gì? Ôi, đi xe vàng. Xe vàng nhẫn vàng. Ô, Phúc Xô phiên bản máy. Hả? Phúc Xô phiên bản máy à? Đi xe. Có vẻ là đi xe máy. Tracer, status report. Target in sight, Captain. We've waited a long time for Maximilian to show his face. It's now or never. No pressure then. Bắn gà vậy đi. Giống như tôi không? Ai lại đi? Đây là cái gì nhỉ? Cái gì à? Resident Evil 5. Nhưng mà mình vai vào bọn lái xe máy. Bọn zombie. Call ahead. We're going to have guests. Chào bác, nhận game chưa? Alo, kiểu này. Kéo đầu. Kéo bó. Quá mơ xì đi. Đây là mơ xì lao lên combat ạ. Kinh nhỉ. Mơ xì bay. Nếu mà đồng bộ vẫn bay được. Tiêu. Ulti. Sao không có chiêu này trong game à? Chiêu chóe sáng lên cái nó mất được cái này phải cho trong game đúng. Trời ơi, đứng đây rồi. Đứng xuất hiện rồi. Đứng kéo này. Bóp phải sức. Tế nhân toàn tộc. Con nào? Genji gì? Ê, đứng. Tế nhân toàn tộc. Ui chi. Gắp như này. Chịu. Chịu vãi cất được bánh xe bằng sắt rồi chịu. Điều lại chạy bằng công nghệ gọi là phản trọng lực. He's gone. Don't worry. Nè, quên bật sub title rồi. Nó bảo đi rồi này. Gone. Ông nghe mới từ đấy à? Chọn cái gì đây? Chọn gì? Chọn gì? Tôi đương nhiên là chọn à, thằng kia chọn Genji rồi, chết rồi. Thôi tôi chọn Mercy đi, không tìm không hồi máu. Ở đó bắt buộc phải chọn mà. Đây là nếu mà mình chọn Wilson thì thằng kia nó bắt buộc phải chọn Mercy. Mà thôi đâu lắm. Hiệp ơi, không hiệp đâu rồi. Quên mẹ mấy cái chơi còn mơ xì nhào à. Đây đâu? Đi đây à? Bây giờ đi. Bắn nhau luôn, bút máu cái gì tầm này. Mơ xì đi bé. Quay lên. Cái này làm gì nhỉ? Đến đây làm gì? Mình bắt cái thằng mà lò đi xe kia rồi. Enemy dropship incoming. Thôi máu đi. Thôi máu như điên đây. Mày nhờ.
had more muscle with him than we were expecting. Thôi máu đi, đâu rồi Chapin với Lin? Máu mất tiêu rồi mà hồi. Tôi mất gì? I'm guessing that has something to do with it. Watch for the sniper. Ai quên mất. Không chết đâu. Chết hồi sinh sợ gì. Alo, Hiệp ơi. Hiệp đâu rồi nhỉ? Sao mà? Tới sao mà? Đợi. Hiệp ơi. Hình như ông ao mẹ gần cốt thì sao nhỉ? Đi học con gì? Hỏi vậy là... Hồi xưa tôi mua cái game này lâu lắm rồi nên tôi chả nhớ cách nhận game nhà luôn. À, hồi xưa à, hình như là tôi được người mua hộ, nhận game hộ luôn. Mua trên gì ở Overwatch à, tôi nhờ gọi là phân phối của Overwatch mua hộ để tôi đã biết. Tôi nhớ là nó đưa một cái code xong rồi mình vào trong mình nhập code là được, nhưng mà chỉ không biết là nào đâu à, chỉ không biết là mua không nhớ là vào đâu để nhập code. Ôi có thằng cái gì vậy? Cái lê ạ. Không, trên bên trên ô cái gì ấy? Ôi có thằng chém tôi mày. Đéo hiểu. Yếu. Nó dịch chuyển tất cả. Yếu thôi nó chém tôi này. Quy 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 đi. Quy của này là gì ấy? Quy là bay, bật cánh bay. Đéo hiểu đâu lắm, đéo chơi quên mẹ mất cả skill đó là gì ấy. Không có đêm mới mà. Bật cánh bay là cái gì? Thì bay rồi. Có gì phao? Bay đâu? Điên à, nó thử coi gì khác chứ. Không, nó chỉ bay thôi, chỉ thế thôi. Đòi hỏi bay lì. Phế loài. À đúng rồi. À đúng rồi, đạn của lục của nó thì bất tận luôn, không bao giờ hết. Điều vãi ạ. Mọc cái cánh ra mất đạn. Tôi vừa nhận ra tôi chưa dùng E phát nào không ạ? Bắn bọn này không E đi. Hôm nay bắn qua đạn của E. Con này mang tiếng cốt cánh là bình thường, nếu bay được áo nè. Nó bay được ra đồng đội mà. Team của nó bay ra đồng đội rồi mà. Nhưng mà nó bay thì mới ra đồng đội. Hồi máu. Này đi điêu đi. Hồi máu cái gì? He just deals with the money. Intelligence thinks. Chỉ thế này rồi, đánh mấy con vơ va vẩn gà này. Cảm này là. Chắc tí vào boss biết gì đấy. Vừa có thằng mẹ người chuyển tức thời như điên. Vừa có thằng đang nói cái gì đấy. Họ nói thì tôi chẳng biết đúng không. Ui bật ulti ạ, ti đâu ấy. Ông Hiệp vừa thấy cũng nói ấy. Ui boss này, chém lên đi. Ui đi con mẹ. Điều. May mà tôi cũng chạy. Tôi búp cho ông đúng một phế nhân. Chán được cái gì, thằng búp hơn. Ông có búp cho tôi đéo đâu, ông búp cho con khỉ ạ. Búp cho ông nãy giờ, ông chạy mất, ông bay mất cả được cái gì. Ông bay mất. Đấy, giết con boss này gì? Đòi hỏi mà là... Con Chaser giết con giết tách. Tôi giết tôi là Chaser gì? Ông chơi Chaser à? Đẹp. Ừ, đẹp. Tôi tưởng chơi ngắn gì? Đẹp. Mẹ, đồng đội cho con gì đéo nhau. Để xe này, để xe này. Đẩy xe đi à? Cần phải luôn kéo hiểu à? Để vào đây còn đẩy xe. Kéo ai không ạ? Gió mưa quá. Ui mưa to mẹ rồi. Mưa to mẹ rồi. Lần này tôi sẽ để thành hòm không ạ? Tôi thành hòm một lượt tôi mở. Nếu được. Nếu không em không vào nó nghịch tôi cũng bỏ mất hòm. Ôi tôi chết rồi mày. Đéo hiểu. Gà mãi cốt. Tôi bị ngã. Tôi bị ngáo mà, máy cứt.
Dậy nhanh. Cái gì cơ? Ở hiệp, không bảo đi. Hiểu à? Gì chăng? Phải còn muốn chăng? Cái gì? Không nghe rõ ông nói gì cả. Cái mic ông kiểu gì ấy? Tao, không bảo gì. Nhận được game chưa? Hello? Hello? Hiệp quắn hết chỗ kiểu gì? Ôi, một tuần đăng có kiểu mạng nó yếu quá thôi. Em đã nhận được game chưa? Đấy, ông đang chat này. Mấy ông tự lo thân mình nhá. Để tôi đang chat. Đừng có lao trước, tôi chết, không rồi bắt tôi chạy lên cứu. Mày nấp à. Mày dịch chuyển à, mày dịch chuyển à. Ông đâu rồi? Đây. Đang chat với ông Hiệp. Cái này mua nó hơi nó không trên Steam nên là không biết chấp nhận, nhưng mà thường thì bọn trên trang nó sẽ có hướng dẫn nhận game ngay, chỉ cần làm theo hướng dẫn của nó được mà đơn giản, còn là nếu không thì chắc hẳn nó thằng có thằng chủ tốt à, nhưng mà trang này không tốt lắm, trả lời ngay. Nó bảo ông ấy bảo không biết nhận vào đâu hoặc là ui giời, có con toán luôn rồi, nó đang bắn tôi này, con Mercy này có nó tự hồi máu bất tử mẹ luôn, đã tự hồi máu kinh ấy, đã tự hồi máu này, nó không bút máu nó để nó tự ôi chúng tỉa kìa, không giết đi lại còn chúng tỉa kia, tôi mẹ thì tôi chúng bắn gần. Này thằng nữa này. Ôi đen. Mẹ mày lìn. Nó đẩy. Ok. Hồi sinh rồi mà. Sao xong hồi sinh được? Ông đứng im. Nó ấn hồi sinh mà cái hồi sinh con này ấn phải giữ một lúc à? Ôi đi. Heavy assault unit neutralized. Mẹo cũng vậy. Tôi đặt quả mìn vào con boss thì con boss đúng. Nó làm vào tôi đã đi, tôi bị dính bom chính mình ạ, đéo hiểu. Mẹ ok. Ui gì đấy? Ui. Ui. What the fuck? Mẹ. Tôi bị đẩy bay cái xe vào đi nè. Tôi đang đứng trên xe rồi. Rồi đấy. Mẹ đáng. Bắt được thằng này hả? Go in somewhere, Max. Is this really necessary? Surely we can make some kind of deal. You are in no position to negotiate. You're coming with us. We know all about you and your associates. Oh, I have many associates. Perhaps it's not clear what I have to offer. My resources are quite substantial. Let me ask, what might you be in the market for? An introduction. Ah, and who is it you would like to meet? Hello, my friend. Oh, Doom. The Doom. World doesn't understand visionaries like us. Ah, cái gì à? Richard Milo. I respect what you are trying to accomplish.
You fight for your kind. It's noble and doomed to fail. But with Talon's help, that can change. Reaper, đúng không? Đâu phải. You have my đúng rồi. Có cho này. Ấy, thế thế thôi à? Đam mê thích cần ấy. Quái cả đam mê thích cần này ơi. Cả nhận nhận sát thương ấy, kiểu chống chịu ấy. Okay. Cho hát tí nha. Ăn hero là gì? À? Chế độ ăn on hero là chế độ gì ấy? Là cho chọn tất cả à? Tất cả. Cũng là cái này cho chọn tất cả à? Mở loot box cho nó cái gì nè? Loot box mới hay loot box cũ? Mới. Có trang phục gì mới không? Để tôi vào xem nào. Không. Đang chưa kịp xem ạ. Ông hero. Sai ơi mẹ. Đấy, ôn hero này nó mới được có những cái trang phục. Chơi gì nào? Rồi nhìn thấy team đang không có tanh, không có hồi máu rồi đấy. Thì nhiệm vụ của ông thôi. Phụ kẹt của tôi. Tôi là dân Pro, không bao giờ hồi máu. Thôi ngồi tôi chơi em Mbappe hồi máu nha. Ok, không tanh à? Tôi không chơi tanh đi. Tanh kia. Eo hiểu. Chơi gì giờ? Chơi rô hốc này. Rô hốc làm gì? Vừa câu ai chơi rô hốc. Đi va. Điên map này đi va. Phải ulti nổ được cái gì? Ulti nổ hơi kinh đấy. Pick kìa, nó bảo ông pick kìa. Đây. Pick đéo. Điên à. Điên à. Đổi được không? Dead, đéo đổi được không? Maximilian's at the Dawn Robotico Distillery. Ông đây là chế độ gì ấy? Chế độ khó hay dễ đấy? Khó đây. Đi. Thích xem ông ta tung rồi. Chết rồi, tôi đéo tự heo cho chính mình được. Nam đẩy thằng cân. Hồi máu đâu, hồi nhanh lên. Mày chết luôn xuống tỉa nhá. Ui con nó khỏe thật đấy, không đùa đâu. Đâu có nano rồi nha. Nano ai? Nano chắc cá béo phải ông. Kéo gì tên lửa để tù vãi. Gì đây? Có tha thủ ở đây nhá. Cái gì đấy? Không bao nãy cho ông kìa. Thằng con này. Con này CT mày đâu rồi? Không biết.
con cờ hóa nó nước đâu rồi. Ô đi. Tăng tôi ạ. Con thắt thủ ở lúc ấy nó vô tôi. Đéo hiểu rồi, lúc ấy để nó vô quát là tím chết. I need you, Link. Cái tên lửa ngoài bắn đang bé thật đấy. I need you, Link, đâu rồi? Con này đéo như tôi để cho mình tù thật đấy. À, Reaper đâu rồi? Hỏi trâu thật đấy mày. Rồi một thanh niên đã gãy. Hiệp ô đâu đó đẩy đe. Map này nói chung là nó không được như cái map hồi xưa. Cái map hồi xưa là có cái map cái map có top zone này, Rehab này mới cả Mercy. Mấy cái sự kiện kiểu này, sự kiện nào cũng có Mercy, nhớ hiểu. Mẹ Mercy là cái con đại trà. Thế rồi, đứa này để xe à. Cái sự kiện đấy hay hơn sự kiện này, cái sự đấy là sự kiện kiểu phòng thủ. Đừng đến nha. Hay hơn cái sự kiện này nó cảm giác nó hơi nhạt. Không có gì đặc biệt. Nhớ để quảng cáo có chuyện sao. Ai đẩy xe, ai đẩy xe, tôi bắn nhau tí nào. Nó hiểu. Bắn đi làm gì có đam, tôi mới sắp bê. Thôi đi, đẩy xe đi. Ui. Ui, cái dấu rồi đấy. Ui, tàu phía trên nhá. Tàu chiến thôi. Mẹ. Giờ này. Căng ra. Tôi bắn hơi bị nhiều đam ấy, trận này tôi nhiều đam nhất team mẹ luôn này. Khói hẳn. Ôi máu thì không thôi, toán làm cho gì. Hồng cả robot của tôi rồi, ông làm ăn thế à. Ôi thằng này nó đu. Ông phải bảo ai đi. Ông phải bảo gì? Ai đi Yuli. Phải biết chứ. Đồng biết đi đeo được. Yêu kịt. Chơi hồi máu mà còn phải đợi nhắc à. Phải nhắc chứ, biết tới đéo được. Ra qua anh bây giờ giao chơi đấy. Trời ơi, đi qua không có mốt. Gì đấy? Đấy, xong rồi còn lao lên trước. Sniper lao lên trước. Nát chưa? Ôi xong rồi, nó chém tôi xong rồi. Lên bảng đúng rồi, cứu tôi. Mổ mẹ nó đi. Mày quá hồi được con robot rồi. Tí chơi Legendary phát nhỉ, có vẻ dễ. Đây là độ khó gì? Hát mẹ nó khó thế này. Nhầm mẹ game nó. Hồi trước tao chơi cái chế độ kia hát nó khó mấy cất luôn. Cái chế độ kia mà không chơi nổi cái chế độ cái hát nó đã quá vãi đái rồi, không chơi nổi cái Legendary luôn. Legendary đẩy được một nửa là hết cỡ ấy. Mấy thằng nó phải chơi cái chai hát lắm ấy, nó phải có team ấy. Phối hợp từng tí một thì qua cái chế độ Legendary. Cái hát rồi nó cảm thấy khó khăn rồi. Lọp thịt. Nhảy xuống đây. Bốn con chưa ra đã ulti ạ, đeo. Bao thằng nhảy xuống rồi đấy.
Còn chắc có 3. Cái ông bắn đằng sau, đằng sau có điện nha. Cái ông như kẹt đấy. Ui, có con đại, có con lò này. Con nó bay khó chịu quá. Không biết sau rồi sau có con này không nhỉ? Phải đạp con này, xuống này này. Tớ bảo nó bay thôi cho nó ngủ. Cái con sát thủ rồi này. Nhiều người bảo là con này có thể là tướng mới. May vậy vậy. Con assassin này. Bởi vì cái tạo hình của nó cũng gần giống con tướng. Này nó có thể dùng làm tướng mới được. Có bộ chiêu thức riêng. Mày clip. Giống kiểu Orisa. Cái đợt mà ra con đấy hình như là ra Orisa. À đó. Ui bot 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 bot. Múc cho tôi đi này. Úp. Chẳng là úp rồi một khoan nổ. Từ ba máu. Mẹ. Tưởng đá máu cho mình đi. Cái tay mà vàng vãi. Hết máu. Hết máu rồi. Win sửa rồi thì còn thua. Bắn lén tạm, bắn lén tạm vậy. Có plate. Lên. Ui ui. Vãi cả đài. Éo được biểu tượng này. Play of the game là tôi chứ không ai nữa. Game này à, mày không có. Kể để có play of the game. Đấy chưa, nhìn chưa, đam cây đam như thế, 6.000 đam. Whipper, Whippung, vỡ vẩn. Đó, lại được thêm cái hòm nữa này. Hòm này là... Ừ thì chứ mỗi lần cái này là được hòm mà. Rồi nhá, quen rồi nhá, cho hát luôn nhá. Bạn hai hát luôn. Hát đâu? Hiệp. Đâu, Hiệp đâu nhở? Hiệp ơi. Sao rồi? Thì bạn này như đấu Ripper. Cái gì? Cái này cái gì ấy? Chế độ này chế độ gì ấy? Ripper, Ripper thì phải. Tám. Ở đây, Mercury đây này. An Overwatch facility was attacked. The team needed to respond. But officially, their hands were tied. Luckily, Blackwatch played by its own rules. Blackwatch đúng không? Blackwatch. Blackwatch. Ở đây là Creeper này. Creeper thời này vẫn còn đang trong team. Tốt, tốt, tốt. Tốt kẹt, nó không tốt đâu. Nó moi ra, moi ra. Đẻo ấy, nhưng mà nó chưa phản bội thôi. Nó chưa phản bội thôi chứ không phải nó tốt. And get him out so we can face the music. At least, that's how it was supposed to go. Good evening, Commander Reyes. How will this look on the news? Overwatch unlawfully abducting a respected businessman? Even if you take me now, my friends would have me released within the week. Ui, tìm một heal ạ. Moira thì heal hơi mệt ấy. Vì heal nó có hạn. Waste of our time. You're right. Ui, vãi. Bắn luôn. À, cái này có phim hả? Mình đang bảo là bắn luôn. Tôi đang bảo bắn luôn đi. Thằng em rất sướng bắn thật. Quẩy rồi. McCree ngay. Cứt tôi nó McCree đấy. Rồi rồi, tao chơi cái phơ vậy. Ông ngoài ta đi. Rồi, mới lại sạp P. Tự nhiên là skin. Looks like they've got this place sealed tight. Ê, có đạn này. Nhà đạn đi. Đâu đạn đâu? Nào đã. Đây, đây. Đây đi. Tôi đang đi buôn súng này. Things go more smoothly when we act like professionals. Về nhà. Về nhà. Súng. Ê con đấy ông không cần phải đợi nó vứt súng hết đâu. Đến khi nào có số 6 ông dùng melee là nó đấy rồi, nhưng mà nó cũng không nhanh hơn mấy đâu, bọn nó tính rồi. Bọn không. Nhưng mà ít ra melee vẫn gây đam được. Đấy là nếu mà có thằng đứng gần mình thôi.
thế. Bọn trên mạng nó tính rồi mà, nó còn làm cả clip để tính thử thử các kiểu nó cuối cùng kết luận là không hơn tí nào cả. Không nhanh hơn được tí nào. Đáng định tìm book game. Lâu thế. So what do we do now, boss? Nó chỉ được cái là nếu mà mình đang đứng gần bọn kia ấy, thì mình đánh nó thêm một cái rồi. Chứ nó không nhanh hơn thế nào. Nếu vẫn cứ đam được, thì đam được. Đấy là ở cứ đi gần thôi. Mày không yêu hổng gì hết. Này ngu nhỉ, đáng nó phải chắc đạn nó cầm khẩu súng đáp vào mặt. Như ở trong gì nhỉ? Trong con gì cơ nhỏ này. Trong cái con gì nhỉ? Game nhỏ gì nhỉ? Quên nó này. Call of Duty. Cái gì không? À, Bolalan. Hết đạn nó cầm súng nó ném. À ừ đúng rồi. Gắt vãi. Súng nó còn có nó còn cài bom trong đấy, nó hết đạn cầm súng ném vào mặt nổ. Lâu thế. Đang khoan cái này. Yeah. Yeah. Để cái nút V đánh này nó không quen thế nào. Kéo đấy, chết mẹ hết này. Thế được à? Thế đéo ơi, nó chưa ulti rồi sao? Gà đến tôi còn ulti rồi cơ. Ui đi, ui. Gì vậy? Con đéo gì này? Quy tông Maker à? Anna. Quy tông Maker. Đâu đi đâu. Ủa, thế rồi à? Ý... xuất hiện kiểu như một vị thần không chết. Chết nhanh quá. Chết nhá. Đi đâu chết nhá. Mà này không biết nói ai nít hưu linh à. Lấy hưu linh. Mình chắc nhiều đam mất. Nào cái nút V, để cái nút V đánh khó chịu quá, tôi toàn đổi nó nút F. Ông tôi toàn để cái hai cái nút để chuột đấy. Để thế không ấn mấy. Không quen. Tôi toàn để thế. Tôi để nó ép rồi đánh nhưng mà em toàn đuổi lại thành V, không chịu vãi. Tôi chắc nhiều đam với team á. Tôi à. Tôi. Có cái gì ấy? Ôi, lại có sát thủ này. Chaser ạ. Chaser thôi. Chaser đâu? Không phải Chaser. Con của tôi hút lại phết. Ui, rớt. Ui vãi. Cái gì? Mày chạy đâu? Ui, tôi giết nhá. Hên nhổ phát. Nó bắn nó cần chết. Thế được à? Ui, gì đấy? Doom. À, ờ này. Vẫn là mấy con boss cũ rồi. Clear in the area.
Dành cho ai không biết thì khi mà bắn Creeper ấy, bắn hết đạn xong cũng ulti xong thì nó sẽ đầy lại đạn cho ông. Chả thấy dùng ulti phát nào. Đây là ulti chết con boss này, thằng ngáo à. Ôi chết rồi, nó cắn tôi rồi em ơi. Để lại là mình ạ. Chứ để là mình. Ông skin ông không trượt được. Đánh thua không trượt được. Ôi. Đấy, thằng này lại cái thằng đền này đứng đây. Đâu? Thằng nào? Đấy đâu nữa? If you're not coming soon, you may as well turn around. Whoa, don't listen to him. We're getting out of here. Có bật sắp tay tù không nhỉ? Bật đâu? Đi nhá, chiến đấu nhá. Ơ lại là mình ạ. Ui. Lại là mình ạ. Trận này tôi đam nhiều nhất mẹ luôn, chắc chắn. Ui ông thằng lại ulti. Mới ở hai con lính ulti ạ, đéo hiểu. Ít nhất phải 3-4 con, đéo ở hai con ulti. Biết được ulti. Sao tôi xem cái skin ông à, mình mua không? Skin này mua được không? Hay là lấy ở đâu? Ăn trộm à? Đâu game auto chơi này nó cho mà. Biết rồi nhưng mà nếu mà bình thường thì mua hay là mà mua. Phải có sự kiện nhỉ? What's keeping our ride? Can't wait forever. Something tells me the army of bad guys converging our position is now. Ui, tôi tiêu diệt nhiều nhất ạ. Nè. Gì đâu ấy? À đây. Đam lên. Ô đẹp, mình ăn thua 100 đam kìa. Cay chưa? Quái đâu ra để tao kiếm thêm 100 đam nào. Đéo hiểu nữa. Vẫn thua đam kìa. Game mày lỗi mẹ rồi, tao bắn đấy giờ vẫn không được lên đam mà sao? Cái gì ấy? Quái đâu ấy? Ôi trứng gì kinh lắm không ạ? Ui! Bó. On the move. Rồi, có thằng gãy rồi kìa ông kìa. Bó đâu ấy? Tôi dọn đam, tôi phải đi kiếm đam á. Thằng nào chết thì kệ nó. Genji's down. Come on. Ôi máu này, tôi xuống chơi đó. Ui đi, con mẹ gần chết ông ơi. Nó thấy tôi. Đéo liên quan, đéo sao mà mày thấy tao đâu vậy? Thì thấy ông là đội xấu thì thế, ông là người giết này thành chủ rồi. Ui. Đét, tao xuống còn dưới cái số 3 rồi, đéo hiểu. Tôi cho anh tin, một con tin nó chém được nhiều quá. Biết thế, nếu đéo nhảy nó cứu nó. Đứng mẹ dưới bắn con boss này, có phải được nhiều đam không? Tôi giết, tôi rất luôn. Hay. Damage thích cần ít nhất. À, tập P và damage thích cần ít nhất là đéo hiểu. Ui, đừng thế. Khó. Lên thuyền chạy thôi. Đẹp. Đẹp. Anh có đây, anh có đây. Ui đi đi đi. Thôi kệ ông, chạy thôi kệ ông. Không được, phải cứu ông với anh. Không thể bỏ anh thấy được. Ơ, mất chết rồi, thôi chắc được cứu được. Đi, thôi xong rồi, bỏ đi. Đi, thôi lên phi thuyền, thằng chó kia lên phi thuyền chạy trước à, canh. Tôi cứ tưởng phải giết em bọn này, hóa ra lên.
David Jones. Đồng đội như kẹt. Khổ, thế là cuối cùng chết ba thằng lại rồi. Ba thanh niên. Này đúng có chuyện là phải chết, đúng có chuyện là Creeper là phải chết để đi theo phe ác. Mỏi dạm thế, mỗi cái gì mỗi cái gì là sống nhở, hợp lý nhở? Đâu, chuyện rằng Mercy. Không, mỗi cái gì kiểu về phe tốt ấy, gì? À, cả McCree nhở. Tôi kể tôi, ôi đẹp, đam nhiều nhất cô tô, à quên giết nhiều nhất kia. Thế nên mình nuôi cái đứng nhất. Thế là được. Mình tại mình chết. Ủa, tôi có tận 4 cái loot box. Bỏ ba. Sao tôi cũng 3 cái. Có những chế độ gì? À, phải đánh thêm 2 3 trận nữa. Mỗi 3 game nó cho một cái loot box. Thế là ngon. Ừ. Nó có những cái gì? Mission active. Mấy cái này vẫn thế thôi. Có mỗi cái mission achievement này. Có mỗi 2 chế độ đấy à? Còn gì không? Còn nữa. Còn gì nữa? Ô thật 5 cái rootbook rồi, vừa mới ao ta vào lại 5 cái rootbook. Được đồ legendary rồi. À gì ấy? Skin ạ. Skin gì? Skin của AC Jungle. AC vãi cả đái. À xem có skin gì mới không? Mày tôi cũng chả xem mà xem có cái gì mới không. À Jungle là cái này à? À Jungle là cái này. Tưởng ông được skin sự kiện ân. Có được cái gì sự kiện không? Không. Đâu để xem mấy này có cái gì mới. Để tôi xem nào. Từ từ nhá. A xe chả có đéo gì mới cả. Quan trọng là skin thôi, mấy cái khác chẳng quan trọng. Con này Mbappe có Talon này. Mbappe có skin Talon nhìn khá đẹp. 3.000 nếu tiền mua tao. Đâu thằng này là Baptiste con trong em Pape. Con này nào. À con này đang mở bán skin đấy này. Ồ nó có skin mới này. Ồ skin này đẹp phết. Con nào? Con này con Batson. Nó mở bán cả cái skin màu tím nhìn ngu vậy. Batson nhìn đầu xấu mấy cứt. Con Lin này không có skin gì mới này. Con Diva thì không có. Doomfist không có gì mới không? Doomfist chắc có chứ. Ở đây Doomfist có skin Talon này. Cái này cũ rồi nhưng mà đang mở bán lại. Talon thì khá đẹp. Mặc dù hơi ngu. Đang có nó ở Blackwatt Genji này. Mua đi mua. Không có 1.000 chưa? Mua đi. Hanzo nó mở 875 ui nó mở cái skin Hanzo đẹp thế thật luôn ấy. Tôi thấy trong tất cả skin Hanzo cái skin này đẹp vãi cứt luôn. Hanzo nào cái scon này scon này đâu có thấy bán đâu có mà bán 1.000 tiền này và cái skin này cũng đẹp này. Hanzo xem cái cung nào cung này đẹp ấy. Hanzo đâu rồi. Mặc dù mình đâu chơi mấy. Demon á. Ở đâu? Sion này. À nó đang mở bán cái skin thằng hề. Nếu hiểu. Xấu quắc. Mẹ. Mặc bộ, mặc cái quần này mà đi bắn nhau trèo tưởng thì rách. Đang mở. Nào. Từ từ đang. Kiếm loot box nhá. Đang xem có skin nào mới nữa không. À nó có, nó bán. Ôi cái skin này nhìn đẹp hết này. Lucio này. Đẹp, đang xem skin. Video gì? Bây giờ thực sự mua nếu mà mua skin tôi cũng chả biết mua gì. Cái gì? À, cái rồi. All Hero rồi. All Hero mà chơi gì nào? Thôi chơi gì rồi. À, tôi mở được cái gì à? Soi đời 76 bon ạ. Skin bon ạ. Thương ấy. Thùng. Soi đời 76 đây. Ông có lấy soi đời 76 rồi lấy. Đéo gì tìm. Chơi thằng béo ai vậy? Ô sao lại 2 heal luôn chứ? Tăng vậy? 3 heal luôn này.
Heo với heo. Nóc đá hiu. Con béo này nó cũng chả cần hiu. Mẹ thì nó có 3 hiu. Thế mình chơi con khác. Thấy chưa? Thấy skin thôi chưa? Xấu quá. Nó bắn đâu vậy? Team này chắc đéo là hết máu rồi luôn. Là cái gì mình cũng đứng đầu ạ? Tôi đam đứng đầu kìa ông ngáo à? Ông nhìn lại đi đam, nó chưa hiện, nó chưa hiện, nó chưa hiện. Đéo đi kéo vào không ăn lấy mất mình à. Mình giết nhiều nhất luôn ạ, à. Kinh thật. Man. Nhớ vậy. What the hell? Ờ, ulti con này khá lợi nhỉ? Đi chéo vào tận chết. Khẩu thân mẹ đang tăng trên đường kéo thì chết đấy. Và cái chế độ này khó hay dễ mà sao đi gì vậy? Do team mình nhiều heal quá nó thế thôi, không phải do dễ hay khó đâu. Thực sự không biết là cái quả cầu tím tím của con đen để làm gì cơ. Còn tím nó tăng nó giảm giáp. Thằng bị đánh dấu ấy, thằng bị dính cái quả cầu tím ấy là ăn thêm 50% đam. Khá là kinh ấy. Cháu ơi, cháu rồi thôi đi chết. Cháu ơi, lái cả thuyền đây à? Ổn thế mà mày sống. Mày lái thuyền đây à? Ổn mày không sống. Máy bay này. Anh còn chưa máy xa. À, cứ ấn nhầm thằng cái nút này. Hay quá. Ai có chưa máy xa ngay. Ui, rất cho mình. Rô hút cả mập. Tôi chưa dùng E phát nào. Nhiều hiu quá. Nếu nào cái gì mình thứ hai là sao nhỉ? Lỗi game mẹ rồi. Tôi nãy giờ tôi cũng chả giống E luôn. Quá đét đi. Vừa mới bảo không dùng E xong ạ. Làm đúng là chết rồi. Đéo hiểu luôn. Thế nếu là không dùng E mình lúc mình muốn bật E mình kiếm nhầm quy. Ô đi. Đi.
assassin is no more. À, sao có địch nhá? Ủa cái gì đấy đi? Mày nhon này, mày nhon này, mày nhon này. À đéo đẩy được mày. Đấy, sấy một ulti lên đam đầu ngay, đầu bảng đam ngay. Dead. Đéo nào. Bên kia ta nó nhiều đam hơn tôi ạ. Người ta đam hơi nô to ai không ạ? Ông nghĩ thì người ta đam bé. Nó quăng cái e vào cái nó bắn thốn đôi mắt luôn. Nhất là mấy con mà nó dễ bắn trúng này. Tôi mới đam trúng gì? Gấu. Thực ra con chơi 76 nó không phải là con quán nhiều đam đâu. Nó được cái nó cái đam của nó theo kiểu đam từ từ chứ nó không phải là kiểu đam đam to như mấy con khác. TPF chưa lên. Đà đi đến đây bắt đầu lần này. Cho anh lên cao tí mắc thoải mái à. Thế thôi đứng đây. À, ok được. Anh còn chưa mạch tại. Đi đi cho Captain Speak đi. Ôi cái đam gì mà tôi 4.900 mà còn thứ hai được có 2.400 thì buồn thế. Gấp đôi thế kia thì ra đánh đấm tí khổ. Chơi game mà đam gấp đôi đồng đội này buồn quá. Kéo lửa tăng. Ờ tôi biết nhiều rồi. Nếu hiểu ạ. Cái em cái gì nè. Ui mẹ. Sát thủ à. Thật là trông vãi á. Ờ kéo. Mấy cái thằng thật gan nó hơi trâu ấy. Cần đấu tới á, đấu tới bữa ấy. Những đống cái ngon đấy, lao lên ăn thôi. Tội gì không ăn. Không sao, mình vẫn đang đầu. Mày này, mày này, mày này. Ôn hào. Tao lại ngại, mày quá. Để dành công ty thì bot là thấy xuống lắm. Con bot này nó không đẩy đi được mà. Nên là mình thấy mình đứng gần vào nó ăn mắc đam luôn. Tiếng đéo đi đây. Đi mẹ sniper. Bot na nè. Úp thì máu á. Mà tôi đau quá ông ơi. Hồi máu ai lấy kill lính. Ai lấy kill lính. Mày nhon này. Mày nhon này. Mày nhon này. Ui dồi ôi xấy. Cái lượng đam nó xấy vào nó như là một 9.000 đam đéo hiểu. Vãi đái không ạ? Thôi đi đây đi. Không tí mở không lên kịp. Đợi tôi anh em ơi, đợi tôi. Cố gắng để tôi 10.000 đam nào. Không anh, 9.600 rồi. Đây cố lên 10.000 đam cho đẹp mắt á. Giết ông mạnh đi. What are we waiting? 11.000 đam mẹ này. Rồi vào đây đây. Mày chết đi, mày chết đi. Đẩy xuống đâu. 11.000 đam ạ. Mãi lèm. Con chết cha ta. Con ta nó có cái này. Hai phết. Giết nhiều nhất. Đấy hợp lý. Giết nhiều thứ hai.
11.000 đam, vãi lìn. Xấy con boss một phát mà từ 5.000 đam lên 9.000 đam, tôi bắn con boss 4.000 đam luôn. Vãi cất.